đây. Rồi, mời anh ngồi ạ. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Thôi bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ, dạ chị Ngọc Lan. Em tên Lâm Quốc Đẳng, năm nay 46 tuổi. Dạ, em làm kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do? Dạ. Kinh doanh về gì em? Em mua bán hủ tiếu, mì thịt tiệm đồ. Dạ. À dạ. Bán ở đâu? Em bán ở Liên Lương anh. Là hùng chung với những người bạn mở cái quán mì thịt tiệm ở Liên Lương. Từ quê mình ở đâu hay là từ quê em ở Sài Gòn luôn. Ở Gò Vấp luôn. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào anh MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Cùng toàn thể khán giả có mặt ở chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thùy. Em sinh năm 1982. Hiện nay em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Dạ, mình đang sinh sống ở đâu vậy chị Thùy? Hiện tại bây giờ em đang sinh sống ở Đồng Nai. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì chia sẻ trong cái công việc chứ như hàng ngày trong gia đình giữ con, việc gì có thể làm được hết. Dạ, em ưa giúp đỡ người khác khi người ta khó khăn cái gì đó, em làm từ thiện. Rồi tốt. Đi chùa. Dạ. Còn cái điểm yếu của em thì có cái gì bức xúc là nói ra liền, chứ không để mà để cho ngậm ngùi để mà lâu nó bùng phát. Em giấu, nói ra liền là phải tự giải quyết liền. Ừ. Dạ. Rồi. Dạ, cái điểm yếu của em đây. Mời nhà gái. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì hả chị? Em có ưu điểm, điểm mạnh của em là người nói chung là cũng chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc và cũng hòa đồng với bạn bè, vui vẻ và cũng có một tí hài hước. Điểm yếu thì nói chung là cũng đôi lúc là cũng có tính, có một tí cố chấp và cũng nóng nảy, và có một cái tật xấu là hay ngủ nướng mà ngủ rất là nhiều luôn ấy. Dạ. Với hai nữa là cũng thường xuyên xem phim, mà tật xấu xem phim mà phim hay hoặc là phim trai đẹp là xem đến xuyên đêm luôn. Đó là có những cái tật xấu. Coi hết thì tôi coi bao giờ hết phim rồi. Không, đó là mình tận hưởng đó chị, không sao cả. Mai mốt kiếm người về coi chung còn vui nữa. Cũng mong thế. Dạ. Bên đây ta đi nấu nướng bán buôn hoàng về ta cũng muốn xem phim lắm á. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì mình cho bên nhà gái biết làm đường tình duyên mình sao nè em trai. Dạ, đường tình duyên em nó cũng lận đận anh. Lận đận. Dạ, em có hai đời. Hai đời vợ hả? Dạ, đời vợ trước thì có đứa con 5 tuổi thì bà xã không hay bị mất. Sau em cặp cái cô đó thì năm 2006 tới bây giờ luôn. Do là mâu thuẫn gia đình, hai cái quan điểm khác nhau. Rồi, coi như không hợp nhau đi. Dạ, không hợp. Mình có một đứa con đầu thôi. Dạ, đứa con đầu con gái là 23 tuổi. Còn rồi. Ngốc sau này là 15 tuổi. Nhưng mà không có đứa nào ở với em á. Đứa con gái thì nó có nhà, ổn định riêng, nó ở riêng rồi. À. Còn thằng con trai thì nó ở với mẹ nó. Em vẫn chu cấp bình thường. Là em ở con mình với bà già thôi. Dạ. Rồi, bên nhà gái đã nghe sơ sơ về lý lịch của chàng nhà trai rồi. Bây giờ nhà gái của mình đường tình duyên như thế nào, mình nói cho nhà trai biết đi. Dạ, đường tình duyên của em thì em trải qua một mối tình yêu nhau và quen nhau được 6 tháng rồi đi đến hôn nhân luôn. Thì hai vợ chồng nói chung là sống với nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ có mỗi cái là sống với nhau được khoảng 6 năm thì mình không ở với nhau 6 năm mà không có con á. Thế cho nên là mình cảm thấy là áp lực từ gia đình hai bên nó cũng nhiều. Với cả anh ấy lại là con trưởng con một nữa, cho nên là bắt buộc phải có cháu. Vì thế cho nên là mình chủ động chia tay với anh ấy để cho anh ấy là có thể là tự do và tìm một người mới có thể là sinh con đẻ cái anh ấy được. Trời ơi. 2016 là bắt đầu chia tay ly thân, và đến 2021 thì mới bắt đầu dẫn đến ly hôn. Thì anh ấy đã có gia đình và có con thì mình mới quyết định là ly hôn với anh ấy. Thì ly hôn xong thì sống từ đấy giờ là sống độc thân như thế, không quen biết ai. Với hai nữa là mình cũng làm việc trong cái môi trường gọi là ít tiếp xúc với cả con trai ấy. Cuộc sống kiểu nói chung là cảm giác nó kiểu cứ hơi độc thân như thế, hơi buồn. Trời ơi, cô gái xinh đẹp thế này mà sống buồn quá nha. Đấy. Thương quá. Sống một mình rất là buồn luôn. Bên đây cô gái rất là xinh luôn á nha. Dạ. Ở một mình á. Bây giờ nè, em muốn tìm một người yêu thế nào, em diễn tả xem có thể giống cô này không? Em không cần đòi hỏi gì hết. Ừ. Em chỉ cần cái người bạn đi cùng em vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Đơn giản vậy ha. Rồi, thật ra anh cũng đã trải qua hai đời vợ rồi. Đúng nên rồi. Bây giờ anh cũng đâu có mong cầu cái gì nữa. Nhưng mà giờ em gái mới quan trọng nè. Đúng rồi, khó đó. Em muốn tìm một người thế nào? Nói chung là em bây giờ muốn tìm một người là hiểu em, quan tâm em. Những vấn đề khác em không để ý. Hiểu thì chắc em sẽ có kinh nghiệm để hiểu ha. Dạ. Quan tâm chắc có kinh nghiệm rồi. Dạ. Cố gắng lên tùy theo em thôi. Không, bây giờ chị nói cụ thể đi. Là chị muốn có một cái người bạn trai ngoại hình như thế nào, cái hình mẫu lý tưởng như thế nào để em chạy qua bển em coi coi nó có giống không. Nói chung hình mẫu lý tưởng thì người phụ nữ nào cũng thích, nói chung là cao to, cao to đẹp trai. Có cao có to
em chào anh. Chào em. Dạ. Qua coi đi. Cao to chị ơi. Nhà trai tôi mặn mòi lắm à, phong trần lắm á. Trời ơi, nấu dê dê chín, nấu bò bò tiêu đó. Tạo bếp mà nấu ăn bán đồ ăn nữa mà. Rồi cái gì nữa không chị? Thích gì nữa? Một cái thích đấy là thích được nghề nấu cơm, nấu đồ ăn cho. Trời ơi khỏi lo, mình đây nấu tới cái gì luôn. Ăn sáng ăn phở, chiều ăn mì vịt tiềm, ăn hoài luôn. Không lo gì hết. Rồi chị có điều gì không thích không? Có điều không thích là mong cái người con trai đấy đừng có gia trưởng rồi là bảo thủ cố chấp quá, nhường nhịn phụ nữ tí. Người con gái bên em nhẹ nhàng, dịu dàng lắm, hay lắm. Anh có gia trưởng không? Không, anh người Nam mà, đâu gia trưởng. Anh sống hòa đồng mà. Dạ. Có thể giữ con, gu con luôn nữa. Được á. Đó, ngon lành. Chị ơi, bên đây cũng được lắm chị ơi. Chị có cái số phận không được may mắn lắm thôi. Đúng rồi. Lần đần thôi. Có lẽ là không may mắn là để hai anh chị ngày hôm nay gặp nhau đó. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ, em đi với cả em trai em và một cô bé đồng nghiệp làm cùng em ạ. Em xin chào anh Trần Linh, cùng chị Ngọc Lan. Em chào anh. Em là em trai của chị Thùy. Em nhìn anh thì anh trải qua hai mối tình, hai đời vợ á. Thì em nhìn anh là thứ nhất là chắc chắn về chuyện gia đình thì anh là ok rồi. Anh cùng là một cái goal của em, muốn làm đầu bếp á. Chị của em cũng có thể nấu ăn được ngon. Thì em thấy anh cũng là ok rồi. À, cùng muốn làm đầu bếp luôn. Được á, anh để với em trai là kết hợp được á. Cảm ơn em. Rồi, nhà trai mình đi với ai vậy? Đi với hai bé gái, cháu gái. Dạ, con chào Trúc Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan và mọi người ở trường quay ạ. Con thấy cô này sao, nói cho cậu nghe đi. Thì con thấy cô là một người xinh đẹp, dịu dàng, tác lên một cái vẻ là rất là chăm lo cho gia đình. Nếu như mà hợp với cậu con á, con nghĩ là hai người sẽ rất là đẹp. Ừ, rồi, ok. Cảm ơn cô gái. Mở rào. Bây giờ hai người bắt đầu trò chuyện đi nha. Để xem sao. Anh có món quà này, tuy nó xấu nhưng mà trong lòng rất là đẹp. Tại vì anh tặng cho em mực ong để uống để giữ gìn sức khỏe. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Tặng anh cây may mắn và mong là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho anh ạ. Cái chuyện là anh lúc nào cũng giữ nó. Dạ. Thì anh lỡ mình em. Dạ. Em nhận xét những người đàn ông như thế nào khi mà tức nghĩa là đã đổ vỡ hai lần? Cái này em cũng khó nhận xét, tại vì nói thật anh là em cũng va vấp ít chứ cũng chưa được nhiều. Tại vì nói chung là anh cũng mong không may mắn gì lần tình duyên. Dạ. Anh cũng muốn tìm một người phụ nữ nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Đôi lúc anh cũng sợ. Dạ. Thử anh mới hỏi em điều đó. Dạ. Em cũng giống anh thôi, tại vì là cùng hoàn cảnh nên mình hiểu được. Tại vì mình đã đổ vỡ một lần rồi thì mình sẽ cảm giác rất là sợ. Vì thế cho nên là mình cứ sống trong môi trường đó độc thân nó mãi anh như thế vì mình rất là sợ. Tại vì theo quan niệm của anh là anh có một cái quy tắc. Yeah. Tức là trong cái mối quan hệ nếu mình sống chung với nhau á. Yeah. Có một cái nội quy riêng, tức nghĩa là có cho dù gây lộn cấp mấy không bao giờ ra khỏi nhà trong lúc 11 giờ ở trong nhà, muốn nằm đâu nằm. Yeah. Tức nghĩa là hai người đang giận nhau đúng không? Yeah. Anh muốn nằm đâu nằm nhưng mà đi đâu đi cũng phải 11 giờ về trong nhà, ngủ trong nhà. Yeah. Chứ không bao giờ đi qua đêm kiếm cớ đi nhậu hay cái gì đó, không biết là em có thấy anh khó chịu hay không. Dạ không, tại vì em con người em thì cũng ít khi tụ tập lắm, ít khi tụ tập bạn bè. Còn mà anh có một cái khúc mắc gì là anh nói thẳng ra nói hết rồi thôi, hai đứa cùng nhau mà để mà chia sẻ trong cuộc sống. Bây giờ mình ngồi ghế đi, ngồi ghế còn nói chuyện lâu xíu. Bây giờ mình bàn nhau cái chuyện con cái đi. Nói chung là về phần con cái thì em là người nghĩ cũng thoáng. Tại vì thứ nhất là trước đây thì em cái thời giai đoạn mà ở chung với nhau nó muộn con thì em mới là rất là cần. Nhưng mà đến lúc là sau đấy là em ly hôn rồi và sống độc thân mãi đến thời điểm bây giờ. Tự nhiên nói quá chứ tự nhiên em cảm thấy em không muốn có con nữa ấy. Kiểu như là cái cuộc sống độc thân với cả là tự do tự tại của mình nó quen rồi. Cho nên ví dụ như mà anh và em có đến được với nhau, chẳng hạn có đến được với nhau ấy, thì về phần con cái thì em cũng không quan trọng. Dạ. Tức là em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh muốn tìm hiểu em, nó có ràng buộc có cái gì đó không? Tại vì em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ, em sống tự do nó quen rồi. Nhưng mà ví dụ như là anh yêu cầu một vấn đề gì đấy thì em phải xem cái vấn đề đấy, xem là em có, ví dụ em có đáp ứng được không chẳng hạn hay như thế nào đó. Tại vì mình quen em cũng nói thật với anh là em đồng quen nhau. Em tự do nó quen rồi nên em cảm giác cuộc sống nó tự do tự tại ấy. Nhưng mà đợt vừa rồi mọi người cũng khuyên ấy là nên cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu thêm một lần nữa. Ấy cho nên là em mới quyết định là đăng ký tham gia chương trình thì xem mình có cái may mắn đấy không. Tại vì cái số của em từ trước đến giờ là hình như là nó không may mắn về cái đường tình vậy. Duyên với con cái sao á. Anh cũng may mắn nhưng mà
em cứ nên nghĩ không có đường nào bế tắc á, chẳng qua là mình không chọn đúng con đường thôi. Dạ. Anh sẽ mang lại những gì cho em cần thiết nhất trong cuộc sống. Rồi, bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái đi. Mình cảm nhận như thế nào, mình có thể hát tặng em gái một bài ha, hay là làm cái gì đó. Anh có tài gì ngoài ca hát không? Thí dụ như em đang chống mặt lúc đầu, anh có thể xoa bóp cho em đó. Trời ơi, đó, đó, mình thể hiện tài năng của mình liền. Giàu quá. Thí dụ đột quỵ á, bấm nhẹ nhẹ thôi nha. Có gì tôi không chịu trách nhiệm nha. Tại run quá. Rồi cái bài này là để trị liệu dễ gì anh? Chống đột quỵ thì. Dạ. Nên là mình xoa bên mũi, mình xoa bên mũi với lại hai cái giấy tay. Dạ. Mỗi buổi sáng mỗi trước khi đi ngủ em pha cái ly nước ấm, bỏ mực ong vô, bỏ miếng chanh vô. Mỗi buổi tối em đi ngủ, sáng em chỉ uống vậy. Lọc cái nhất là lọc cơ thể, cái hai là nó có oxy trong máu, nó bơm lên não, nó không có bị. Còn nếu cảm thấy mà mình suy nghĩ mà nó trong đầu mình nó quần quần, em cứ rút ra, rút trong đồng 5 phút. Dạ. Rồi xoa hai cái lỗ tai, tự nhiên người em mới sáng lại. Dạ, mắt em mới sáng lại. Dạ. Thôi mấy cái này mai mốt anh về anh làm cho chị luôn. Dạ. Mình cảm giác người đối diện sao rồi? Sự rung động. Hồi hộp. Ừ. Hồi hộp luôn. Nói chung là từ hôm qua giờ em ngủ không được. Nhưng không mà được. Khi anh gặp cô gái này, anh có rung động hay không? Cũng hơi hồi hộp chút xíu. Nói chuyện nó hơi rung rung. Thật ra cô gái này đó rất là xinh nha. Cô đã sống tự do và sống khép mình, tránh khỏi đàn ông nó xa lắm rồi. Bởi vì em mới sợ điều đó. Đó. Nhưng nếu chúng ta chinh phục được, chúng ta biết quyệt bấm, bấm cái hết bệnh liền. Anh bấm thẳng vô trái tim cho em. Quan trọng là biết bấm quyệt hay không thôi. Bây giờ là bước tới thế nào đâu. Nào, đứng lên làm gái. Bàn tay nắm lấy bàn tay. Rồi, muốn làm gì làm, muốn nói gì nói đi. Anh cũng không biết nói gì nên nói chung là anh sẽ cố gắng chinh phục được em. Hát một bài nào đó. Em hát nhạc buồn không? Cái đây. Nếu biển không có sóng, biển đâu còn dài khờ. Nếu đây không xó lòng, thì tóc em đâu có bồng bềnh. Hát chưa? Dạ, hát rồi đó. Thôi mời hai anh chị về chỗ đi. Về chỗ nè. Thật ra ca hát nó cũng chỉ là một chút để chúng ta gọi là vui, để đem cảm xúc cho nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quyết định bằng chính trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa đi. Lắng lòng mình lại. Mình lớn rồi, mình suy nghĩ cho chín chắn và quyết định cho đúng lúc. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng chị, chúc mừng anh chị. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nào, anh chị nắm tay nhau đi. Xen tay vào nhau cho nó tình cảm nào. Đây nóng quá. Đã đến lúc chúng ta hãy lan tỏa tình yêu với nhau. Đã đến lúc hãy chăm sóc với nhau, quan tâm lẫn nhau, để cuộc đời nó đỡ lẻ loi. Em gái nha, cảm giác giờ là sao nè? Run quá. Run hả? Bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên với người đối diện cho anh. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Dạ. Chị thấy bạn gái này dễ thương á, đầm thắm. Ok, hợp với em, bấm like đi nha. Ok. Nhà gái. Chào cô gái. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Cường Linh. Em chào tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngân, năm nay em 31 tuổi. Quê quán của em chạy tại Thừa Thiên Huế. Và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mời em trai. Dạ, em chào mình sư Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào toàn thể quý vị khán giả, cũng như là bạn nữ kế bên. Thì em tên là Nguyễn Thế Vinh. Hiện em đang 29 tuổi. Em đang làm thủ kho ở công ty NLTK Việt Nam. Em quê ở đâu em? Em ở Tiền Giang. Tiền Giang hả? Dạ. Hiện em đang sống ở quận mấy? Dạ, hiện em đang sống ở quận Gò Vấp. Sống với ai? Dạ, em sống với gia đình. Gia đình em ở trên đây luôn hả? Dạ có. Chúng ta có ưu điểm, khuyết điểm gì nào? Dạ, ưu điểm của em nói về sở trường thì em biết nấu ăn. Em có thể nấu tất cả các cái món ăn chính trong gia đình và có thể làm một cái mâm cỗ nhỏ nhỏ. Ưu điểm thứ hai đó là tính cách của em khá là hòa đồng, vui vẻ. Và nhiều người nói rằng em cười rất là duyên, nên điểm mạnh của em đó là thích cười ạ. Em thích nuôi chó, nuôi thú cưng á. Như người ta hay nói thế nào, bồ thì không có, nhưng mà chó phải có một con. Nhưng mà riêng em không chỉ một con, có tận hai con ạ. Thế là em đem bạn này theo rồi, còn một bạn nữa ăn trong. Bạn ấy tự chăm lo cho bạn thân mình được ạ. Có khuyết điểm gì không em?
khuyết điểm của em đó là em hay bị quên ạ. Kiểu như là lâu lâu não của em nó đi đâu á, hay em quên mất tiêu là em cần làm cái gì á. Với lại là em bị mù đường ạ. Khuyết điểm nó không lớn đâu em, hình như ai cũng bị cái đó trơn á. Dạ. Giờ nó có cái bản đồ thì không có lo ha. Dạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là em không rượu bia, nhẹ nhạt, em cũng không hút thuốc. Thì trong cuộc sống thì em là một người luôn hòa đồng với tất cả các bạn. Còn về công việc thì em là một người rất là lanh. Nghĩa là buổi sáng thì giới thiệu em vào, thì tới buổi chiều là em biết hết công ty rồi. Thì cái với cái tính cách của em như vậy cho nên là em mới có một cái nhược điểm là em kiểu là em dễ gần, cho nên là em mới cũng nhẹ dạ cả tin. Kiểu mọi người nói nhiều khi giận dỗi em cũng tưởng thiệt, em hay nóng tánh. Nghĩa là trong công việc đó thì nhiều khi nó có những cái áp lực tương đối về những con số, thì nhiều khi em không kiềm chế được. Bạn nữ ơi. Vâng ạ. Nãy mình có nghe bạn bảo là bạn thích nuôi chó đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Cái đó mình thấy bạn giống mình đó. Với lại mình cũng có nghe bảo là bạn thích đi phượt. Đúng rồi. Nói thật với bạn là mình có sở thích đi du lịch bụi. Mình đi cũng tương đối nhiều, nhưng mà hầu hết đi một mình. Thì mình mong là qua chương trình này mình sẽ có được bạn đồng hành với mình trên mọi chuyến đi sắp tới. Vâng. Vậy là hay quá rồi. Hay quá. Cái này thì cùng điểm chung luôn ạ. Mình cũng đi phượt, đi chơi, đi du lịch, đi Hà Nội hay đi đâu đó thì toàn cũng đi một mình thôi. Nên bây giờ em cũng rất cần một người cùng bay với em từ Sài Gòn đi đến đây đến đó, cùng nắm tay em và đi kiểu chu du khắp mọi nơi ạ. Hai đứa muốn mở rào ra bấm nút liền đúng không? Hai mở rào bấm nút liền luôn đi nha. Dạ. Bây giờ nhưng mà trước khi mở rào mình nói chút xíu đường tình duyên mình đi em gái. Đường tình duyên của em á, thì em có hai mối tình. Nhưng mà có một mối tình nó kéo dài 5 năm. Tính ra thì bọn em yêu nhau mà yêu theo xa á chị. Hồi sinh viên thì em học ở Huế, xong người kia thì học ở Đà Nẵng. Thì cứ đi vô đi ra thôi, chứ cũng không có gặp nhiều, nên tình cảm nó kiểu như rất là màu hồng luôn. Thì sau khi em ra trường thì em kiểu như là theo tiếng gọi con tim, thì em vào Đà Nẵng làm việc. Thì hồi vào Đà Nẵng làm việc thì hai đứa ở gần nhau, thì bắt đầu hiểu về nhau á. Thì giờ bắt đầu xảy ra một cái xích mích. Với lại hồi đó bọn em cũng còn rất là nhỏ, nó rất là bồng bột nữa. Mỗi người cũng có một cái tôi riêng á. Rồi bạn đi một thời gian thì bạn ấy có người thứ ba, dang chân vào cuộc tình của hai đứa. Rồi chia tay. Dạ, cũng chia tay rồi cũng có cho nhau cơ hội để quay lại với nhau. Rồi chia tay tiếp. Dạ đúng rồi, thì cái thời điểm mà người thứ ba xuất hiện á, kiểu như em bị sốc toàn tập luôn. Một mình em con gái nhưng mà em phải bỏ gia đình của em. Em vào Đà Nẵng chỉ có một người thân duy nhất là người yêu của em thôi. Trong vòng 10 ngày thôi nhưng mà em sút tới 5kg. Có nghĩa là em cực kỳ buồn, em cực kỳ bị tổn thương luôn. Rồi mối tình sâu đậm, căng thẳng rồi đau khổ. Mối tình đầu. Dạ, mối tình đầu. Còn em trai. Dạ. Tình duyên mình sao nè? Em đã ly hôn với vợ. Dạ. Ở nhau mấy năm? Dạ, ở với nhau được 3 năm. 3 năm có cháu nào? Dạ, hiện thì em không có cháu nào. Thì cái khoảng thời gian mà tụi em có ý định có cháu thì bị Covid nó đánh vào kinh tế tương đối nhiều. Cho nên là lúc đó tụi em mới quyết định ngưng lại. 3 năm rồi không có con rồi tại sao chia tay? Dạ, cái lý do chia tay ở đây thì bạn rất là cứng. Nghĩa là tại vì sau cái dịch Covid đó thì tụi em không có ở riêng được, về bên nhà mẹ vợ ở. Thì em về đó em ở thì em là một người rất là hòa đồng, nghĩa là em có thể nói chuyện bình thường với tất cả mọi người. Nhưng mà nhìn chung thì kiểu nó bị khớp, cho nên là có những cái mâu thuẫn mà tụi em không có ngồi xuống để giải quyết được. Mà cứ mỗi lần muốn giải quyết thì lại đem tờ đơn ly dị ra để nói chuyện. Ly dị bao lâu rồi? Dạ ly dị cũng được hơn năm rồi. Hơn năm rồi hả? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ thế thì em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình á, thì em cần một người bạn trai cao hơn em. Có thể cao hơn 1m7 thì càng tốt. Chờ chị một chút. Em mét mấy? Em gái? Dạ em chỉ cao 1m53 thôi ạ. Rồi yên tâm hơn. Chào chàng trai. Dạ em chào chị. Rồi sẽ 1m7. Thứ hai là biết chơi thể thao, thì chơi một môn thể thao nào đó, ví dụ như là chạy bộ, cầu lông, bơi lội gì đó. Chàng trai chơi môn gì? Dạ em chơi đá bóng với đá cầu. Nhảy dây. Dạ, nhảy dây cũng có mà để làm nóng chị. Đá bóng là được rồi ạ. Và một cái nữa đó là một người đàn ông có kiểu như bản lĩnh, có trách nhiệm với gia đình, còn với cuộc sống, và có lý tưởng mục tiêu sống. Bây giờ em muốn một người bạn đồng hành như thế nào? Em mong muốn là có một bạn nữ cũng tôi nhìn tính cách thì cũng hòa đồng và yêu thích vật nuôi giống như em. Dạ, đi phượt cũng giống như em, và cũng em cũng muốn là bạn ấy chịu khó chia sẻ. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị đồng nghiệp của em. Dạ. Rồi mời chị có ý kiến chút xíu nào. Em chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Và mọi người trong chương trình ngày hôm nay ạ.
Em xin cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã mở cánh cửa hạnh phúc cho đôi đứa. Chị thấy bạn gái này dễ thương á, đầm thắm. Ok, hợp với em, bấm like đi nha. Ok. Rồi mình đi với ai? Em đi với chị gái của em ạ. Chào chị. Em chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan. Em là chị Bé Ngân. Nói chung là nhìn bạn trai bên đây, khuôn mặt thì hiền, phúc hậu, hợp với em á. Thì theo như chị là hai đứa tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Dạ. Em xin hết. Nói chung là hai đứa mở rào là nhấn kèn thôi. Thôi. Rồi, mở rào. Thoải mái lên nào. Chuẩn bị đi em. Công việc bây giờ là của em đó. Bước qua luôn. Để em mong rồi. Cảm ơn ạ. Anh tặng em có bông màu tím. Anh mong là tình cảm của tụi mình nó sẽ luôn nào cũng như màu tím một mơ. Ôi, dễ thương quá. Cảm ơn ạ. Thì em đặt tặng anh một cái sản phẩm để có thể anh có thể ngủ ngon hơn, cũng như có tinh thần thoải mái hơn trong công việc của mình. Ok. Dạ, em gửi tặng anh ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, về ghế đi các bạn. Không biết là khi mở rào rồi em nhìn anh thì em có cảm tưởng như thế nào? Khi mở rào nhìn anh thì em cảm thấy lăng là anh đúng là gu của em ạ. Đúng gu hả? Đúng rồi. Tại vì anh đã qua một cuộc ly hôn rồi á, thì không biết là em có cảm thấy ngại ngùng gì trong cái chuyện tình cảm không? Thật ra thì đối với em á, cái vấn đề mà người ta có một qua một đời đó thì em nghĩ là người ta sẽ có gìn giữ nhiều hơn cho cái mối quan hệ lần sau. Thì em nghĩ đó là một cái nó cũng rất là tốt, cho nó không có cái vấn đề gì cả gọi là ngăn cản giữa cái chừng vấn đề tình cảm của em cả. Thì cho em hỏi là em không thích một người đàn ông mà kiểu như là độc đoán này và là gia trưởng này, thì không biết anh có như vậy không á? Độc đoán và gia trưởng thì anh không có dính vào đấy. Khi mà thương thì anh rất là thương, anh luôn tôn trọng ý kiến của bạn nữ, nên là em cứ yên tâm là anh không độc đoán cũng không gia trưởng. Nếu như mình thành đôi thì anh mong là chúng mình chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Thí dụ như bây giờ cô ấy dặn em cho chó ăn, tắm rửa cho chó, dẫn chó đi chích, mua đồ cho chó, nhưng bữa vì quá nhiều công việc em quên mất tiêu luôn. Về cô thấy con chó chưa được ăn uống gì hết, mặt nó như chó già vậy đó, cô nóng lên, cô làm tùm lum hết trơn á. Lúc em xử sự sao? Ngay từ đầu là em đã không làm được là em đã sai rồi, nhưng mà nếu em cố gắng em nói lại nữa thì em đã sai lại càng sai. Thế cho nên là mình thay vì mình cố gắng mình bào chữa thì mình nên nhận lỗi của mình và mình cải thiện nó tốt hơn ở những lần sau. Ấm chó đi tắm, cắt lòng mũi, cắt con chân. Thì có thể mình không làm tốt bằng thợ ở ngoài, thì nhiều khi giờ đó thợ nó nghỉ rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm với cái mức mình có thể đặt ra. Đó, giờ là một sự chịu đựng gọi là tốt nhất có thể rồi. Không phải là chịu đựng mà là bạn này biết bạn này sai. Nhưng nhiều khi tôi biết sai mà tôi không. Thì giống như mà chuyện con chó là chuyện con chó, chuyện tao làm ăn không lo là chuyện con chó. Ví dụ như tôi cãi rồi sao? Điều một là vợ luôn luôn đúng, điều hai là nếu mà sai coi lại điều một. Có ý chí chịu đựng mà nó nói vậy thôi chứ người ta bận chuyện như nên người ta mới không làm, đừng chửi người ta nghe. Thằng em không có tính chửi đâu. Thôi bây giờ tôi thấy con chó này tùm lum hết trơn, tôi bực mình nữa. Không, anh giận với nó vui lắm. Mình tập nó, mình nhiều lần nó. Thì em làm thì sao? Thì hốt nhiều lần. Có anh trai không? Dạ không, em có em trai. Được. Hay là tiếp tục câu chuyện của hai bạn đi. Tính này thấy được đó. Mình có thể rời con chó vài phút được không? Dạ được ạ. Rồi. Dạ em nghe chị nha. Đó. Bây giờ mình tắm nắm tay con người đi. Nào bước tới. Hai người nắm tay nhau, nắm hai tay nhìn thẳng vô mắt nhau. Đó. Hát tặng nhau một bài nào đó. Vậy là anh xin hát tặng em bài Em Gì Ơi. Này 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 là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta, riêng mình ta. Nụ cười là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây ngàn sao. Thôi được rồi. Chó nó la quá vậy ta. Nó đang hát mà nó la quá. Sợ má đi lấy chồng. Ừ. Rồi em gái có hát gì về tặng lại không? Em hát tặng lại anh một bài. Đáng là có được la mà đang hát mà nó la quá. Sau khi em hát xong bài này em hy vọng rằng anh nắm lấy tay em. Từ bao lâu nay em quên mất tiêu rồi. Trời đất ơi, vậy sao nắm tay em được? Không vẫn nắm anh. Vẫn nắm hả? Thôi em không hát được không? Em quên mất tiêu. Thôi khỏi luôn đi. Thôi rung quá rồi, không sao đâu. Rồi. Ok, bây giờ em nói hết những... Tặng anh sau này mình đi với nhau. Rồi về nhau hát qua ẩm cho. Bạn trai là tôi gọi là khâm phục bạn ấy rồi đó. Nhẫn nhịn tất cả mọi thứ luôn. Miễn
giờ mình yêu thương mình là được rồi em hả? Dạ đúng rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Nhiều người nói là trời ơi đếm 3 tiếng sao ta quyết định được. Nhưng mà đó là một thời gian dài các bạn đã trao đổi với nhau rồi. Có người thân nói chuyện với các bạn nữa. Rồi bây giờ mình đưa ra quyết định. 1 hay không là do các bạn. 2 3 Hết thời gian. Vừa có bạn trai vừa có con chó kế bên nữa. Dạ vâng ạ. Rồi đưa bạn trai giữ chó hồi cho nó khỏe đi. Thôi nó ngoan luôn ạ. Ngoan lắm. Nó hiền lắm đúng không em? Đúng rồi. Tội nghiệp ghê không? Thích bạn này dễ sợ luôn á, thiệt. Không trời có trai, không có anh trai. Có liếm tùm lum tùm la kìa. Không bình thường mà anh. Trời ơi, nó liếm vậy bình thường, liếm vô mỏ kìa. Nhớ đánh răng rửa mặt cho nó nha. Không có quên đâu, anh quên bị la đó. Quên bị la. Những niềm vui và nỗi buồn. Ngoài ra thì em cũng rất là thích mang lại niềm vui, tiếng cười cho tất cả mọi người. Đó giống như là một cái cách mà để em giải tỏa những cái căng thẳng mỗi khi mà em làm việc á. Là vì công việc của em là mang tính chất về nghệ thuật, cho nên đôi lúc á em làm nghệ thuật nhưng mà thật ra là em rất căng thẳng trong chính cái nghề của mình. Tại sao? Dạ, đôi khi là vì áp lực về thời gian này, áp lực về cái việc hát phải như thế nào châu chốt. Tại vì em là một người cũng khá là cầu toàn á, cho nên là cái việc đó đâm ra nó làm cho em cảm thấy là nó là vừa là ưu điểm và lường. Về Bảo Lộc với em không? Trời ơi. Mai anh về Bảo Lộc với em không? Nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó, nơi yêu lắm dù từng con phố nhỏ, dẫu đi xa em chỉ muốn quay về. Anh biết không, cái cảm giác thích mê, vùi thật sâu, giấu mình trong chiếc áo. Đêm phố thị, sương giăng mờ hư ảo, cốc đậu nành chậm chậm ấm đôi tay. Hay mình cùng ngồi lặng dưới hàng cây, nghe gió gọi, nghe bờ hồ nghiêng. Em không? Chú đáo. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Hay quá. Rồi, mình nói luôn về ưu điểm của mình. Đúng đi rồi. Nè. Ngoài cái chú đáo đó thì mình còn gì nữa nè, khéo léo nè, là chị cũng thấy luôn rồi đó. Hơi bị khéo đấy. Dạ, ưu điểm của em là em tự lập ạ, quyết đoán, mạnh mẽ ạ. Và thật sự là em tự lập từ em... Mắt là đừng make up, cứ để y nguyên, nó giống người Nhật lắm đó. Xinh xắn, dễ thương, bản lĩnh. Thật ra là... khi mà nghe tiếng nhà gái đó, nhà trai chịu từ đầu luôn. Nghe nó dịu dàng, nó đầm thắm, nó nết na, không có giống một chút xíu nào với lại bà Mai luôn á. Thiệt, tôi tự nhận xét vậy luôn á. Giọng bà sang sảng, sang sảng. Bữa nay bệnh. Sột sột, còn sột vậy đó. Nay bệnh nên giọng hơi hộp chút xíu. Cái giọng ta ngọt ngào đọc thơ thế. Giọng này đọc thơ chắc. Thì bởi vậy tôi mới làm bà Mai giống thôi, tôi ngồi ghế màu đó rồi. Giọng này á, có thể nói là nó rót mật vô tai. Đúng rồi. Cái vùng mà gọi là thảo nguyên trà của Bảo Lộc đó nha. Ngồi mà sáng sớm tinh sương, khi mà cái khí trời giao hòa giữa trời và đất đó, những cái giọt sương li ti động trên lá trà, ngắt cái lá trà để vô cái ly trà, cái nước sôi nó tan ra, ngút một ngụm. Uống trà làm như uống rượu vậy đó. Nghe tiếng đọc thơ, cây số. Đúng rồi. Chưa được. Mai mốt cái đường cao tốc á, nó đổ xuống đó đó. Canh dữ lắm. Lô 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 lô. Vô Đam Ri ở nhiều lần. Lô 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 1 2 3 4. Nhỏ 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 nhỏ. Lô lô 1 2 3 4. Lô lô. Mày phải hát bài nữa. Chị muốn gục ngạo quá mấy đứa ơi. Hả? Dạ. Sao không buồn, không ở nhà buồn quá chứ. Sẵn sàng tới với một câu chuyện mới chưa? Dạ em sẵn sàng rồi ạ. Nhưng mà từ bên Nhật về đây lâu chưa? Em về được hơn 3 tháng rồi ạ. Trời ơi, vậy mới chia tay bển hả? Dạ không, em chia tay hơn nửa năm rồi ạ. Ừ, tưởng nó mới chia tay về đây luôn chứ. Thôi cũng được. Chị qua chị nhiều chuyện coi, nhà trai bao nhiêu mối tình. Dạ. Trai chắc cũng khá lắm à. Thì về tình trường của em thì chắc là em có 3 mối tình. Thấy chưa? Thấy chắc là rồi. Có 3 mối tình đó. Chắc là thấy khá rồi đó. Gì hết trơn dạ, lúc thật sự là chính xác là 3 mối tình. Tổn thương những trái tim đơn lẻ rồi. Một vài phút có thể làm nhói lòng một ai đó. Dạ em thì đó là một cái nhược điểm lớn nhất của em. Em rút lại một vài giây được không? Dạ
Em nghĩ là một vài phút là nó mới đủ, chứ còn một vài giây trời nó ơi. Chỉ là, nó chỉ lướt vài qua phút thôi. Kinh khủng lắm em ơi. Dạ. Ngồi nghe ai mà nóng tính mà chửi một vài phút nó nghe nó kinh khủng khiếp lắm. Dạ dạ không ạ. Khi em nóng tính thì em không có việc là dùng cái thái độ hằn học với ai, mà em sẽ lặng im đi ra một góc. Dạ để em tự em bình tâm lại và sau đó em quay trở lại. À. Dạ. Rồi. Cái đó được đó. Dạ. Thật ra là thấy cái cặp này cũng ăn nói nó hoạt bát, năng động, ấn tượng. Nghe nó nghệ sĩ lắm. Rất nghệ sĩ. Người này không phải nghệ sĩ nhưng cũng rất nghệ sĩ. Ha. Cô gái Damri. Dạ hỏi cô gái Damri đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị gái của em ạ. Trời dạ ơi. Chào nhà gái. Dạ nhà gái xinh xắn. Người ta chỉnh chu chưa? Thấy dàn nhà gái chỉnh chu chưa? Thì nhà gái của tôi mà. À, ủa gì hả? Ừ. Mời nhà gái những cô gái Bramri. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, chào em. Chào bên đàn trai, chào tất cả các bạn trong khán giả trường quay, cũng như là chào tất cả các bạn khán thính giả xem qua truyền hình. Nãy giờ chị chưa có nghe là em đến từ đâu á? Dạ em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. À em dạ. Em là ở tại đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì nhìn thấy bạn nam thì cũng khá là dễ nhìn. Cũng rất là hát rất là của ba đứa chúng tôi nè. Chúng tôi nào? Thật ra những người trong giới nghệ thuật á, những người cùng làm nghề với nhau á, rất ít họ gọi là sống với nhau trọn đời nha. Thật ra là có những cái liên quan tới cái công việc nghề nghiệp đó, họ tranh cãi nhau trong nghệ thuật. Dạ đúng rồi. Thành ra là ít có người nào chiều người nào. Bởi vì khi những người nghệ sĩ nổi tiếng, họ đều có cá tính của họ hết. Không ai nhường nhịn ai hết. Dạ. Trong tình yêu mà không có sự nhường nhịn, không có sự hy sinh thì dễ đổ vỡ lắm. Dạ. Đấy. Chứng tỏ em cũng là người cũng hơi sân si lắm đó. Đó là anh nói thiệt, nhiều khi anh cũng vậy. Dạ. Anh với Ngọc Lan diễn, họ cái nói em phải diễn vậy, em diễn kia. Hai người sân si, họ cái hai không nào chịu nào chứ. Dạ. Thành ra là 9-10. Bây giờ Đà Lạt lô, đông lô, quá lô. Rồi. Bây giờ Bảo Lộc mà thiếu một cái gì thôi. Đang thiếu cầm hoa. Lô lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lô 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 lô. Hôm trước anh có ngồi với lãnh đạo Lâm Đồng á, với lại Tuấn Thôi Thịt Thành báo gì Thành? Thành phố Lộc nói chuyện, nếu mà người Bảo Lộc mà hợp tác chỉ cần mỗi nhà trồng hoa thôi là như Đà Lạt. Chỉ cần mỗi nhà chúng ta trồng 10 cái cây hoa trước cửa, thí dụ như thế, thì cả thành phố Lộc sẽ trở thành 1, 2, 3, 4. Và cái đường đi nó rất là nhanh. Ok, ổn rồi đúng không? Nó qua có một cái đèo thôi thì nó sẽ thay đổi cái khí đó. Nó nhẹ nhàng hơn Đà Lạt, Lạt lạnh thì lạnh quá. Bảo Lộc thì ok. Chính vì thế nên... Lô lô, 1, 2, 3, 4. 2 mic lên hết rồi nha. Chào anh Bảo bên đây cái coi. Dạ, vậy em xin phép được nói một đoạn tiếng Nhật như được. Như yêu cầu của anh Quỳnh Linh ạ. Rồi. À, em xin phép đứng dậy được không ạ? Được. Dạ. Hajimemashite. Watashi wa Nu to moshimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Kyou wa watashi to onesan wa ikimashita. Yoroshiku onegai itashimasu. Ok. Em tên là Hồ Viết Bảo, năm nay em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em đang là một ca sĩ tự do. Wow, ca sĩ. Dạ vâng. Hôm nay em có mang đến cho chương trình một ca khúc để mở đầu chương trình cho thêm một cái phần không khí sôi động vui tươi hơn một chút xíu. Em xin gửi đến mọi người một ca khúc được mang tên Những Kẻ Mộng Mơ, một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng ạ. Biển vẫn cứ thế trong về nơi xa, kìa hoa ngôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua. Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la. Đẹp quá. Tứ đại mỹ nhân. Tứ đại mỹ nhân. À, em thấy ảnh sao?
À, dạ, em thấy anh rất là đẹp trai, có tài. Còn bên đàn gái thì gọi như là trai tài gái sắc đó. Dạ, nếu mà em cảm thấy con tim mình rung động thì em hãy cho chàng trai bên này một cơ hội để hai người cùng bước đến một con đường dài hơn. Mấy chị em ai còn ở không? Dạ. Hiện tại là chỉ có một bé ở nhà là... Ở không là... thôi hả? À, không phải là ở không. Bé nhà có gia đình hả? Dạ. Còn ba chị em ở không hết hả? Đi gã thêm bé này nữa. Đang xem bộ phim ngôn tình gì đấy ta? Em rung quá em. Trời ơi, ông rung... Em rung quá. Rồi đeo đi. Rồi lấy hình đi cho đẹp. Em thông cảm nha, anh ơi rung quá. Cho nên là có lỡ đâm vô thịt thì em đừng có... Ok. Rồi cho anh ngửi thêm. Dạ. Rồi em cảm ơn. Ta có cái lỗ sẵn đó nha. Làm xong rồi làm ra cái lỗ khác đi. À, có đau không? Có đau không? Không sao. Có người không biết đeo á. Cầm cho. Không mà em hơi rung mà. Ra cái lỗ khác. Có gì không? Chưa. À, không sao đâu anh. Nó nghe nè, để chị chọt cho rồi em đưa cái tay vô em lấy hình thôi. Người ta chọt tội nghiệp quá. Không. Kệ người ta chuyện cho người ta. Quá tội nghiệp quá, cô sợ. Em nghĩ là chỉ có điều này mà em còn làm không được thì sau này sao em làm được vậy cho bạn đúng không? Em cố gắng nha. Dạ. Chuyện là chuyện của cái chọt của người ta. Cô tự nhiên cô chọt đâu chứ đó. Tôi tính chọt vô thôi rồi thế cái tay vô lấy hình. Dạ rồi, không cần. Dạ cho em xin cái nữa. Có cái lỗ sẵn mà chọt không vô nữa. Ý là khi mà bạn ấy vô cái tập đoàn đó thì chưa có người Việt nào làm trong tập đoàn đó mà được nhận vô như một cái vị trí như thế hết. Và khi mà đi mà xin việc thì bạn cũng là giống như là đi chọn một cái trường á, thì cái bạn này bạn ấy rất là tự lập luôn. Và bạn ấy ở trong bạn ấy là có những cái tiềm năng mà gia đình cũng khá là bất ngờ về bạn này, nên là gia đình cũng mong muốn rằng bạn cũng sẽ tìm được cho mình một người nào đó có thể là sau này sẽ rất là hạnh phúc. Nghe chị ấy nói bây giờ tôi mới ngược lại nhà trai bảo trọng nha em. Nãy tôi mới nói nhà gái bảo trọng không, thì ngược lại bảo trọng nha em. Nhà gái không có kém cạnh gì nhà trai đâu nha. Ơi, còn đây là chị hay là em của nhà gái? Dạ em là chị ạ. Chị, dạ, là chị gái ạ. Chị thứ mấy? Dạ em chị thứ ba ạ. Nhà mấy chị em? Dạ nhà em bốn chị em ạ. Trời ơi, bốn chị em xinh. Không lẽ tôi tổ chức đám hỏi đây luôn. Vâng, và cũng ngày hôm nay thì em xin được phép cảm ơn anh MC Quyền Linh và chị MC Ngọc Lan rất nhiều vì đã làm ông mai bà mối cho tụi em. Thì em cũng có chuẩn bị sẵn một phần quà để gửi đến anh chị. Đầu tiên là anh Quyền Linh. Chút nữa lấy này tôi đưa nhà gái. Em xin được gửi anh Quyền Linh bộ trang sức để dành khi mặc vest. Gồm có nơ, cà vạt, khăn trời tay, ơi, khăn túi và quy mang xét. Em hy vọng đây là một món quà nhỏ mà giúp cho anh lúc nào cũng rạng rỡ khi lên hình ạ. Dạ vâng. Phải ai mà tới đây cũng tặng này đỡ biết mấy. Cảm ơn em nha. Dạ em cảm ơn. Món quà rất là giá trị với anh. Anh đi đám cưới anh cũng đeo. Dạ. Đám giỗ anh cũng đeo. Đôi khi đi đám khác anh cũng đeo. Dạ. Yên tâm. Dạ vâng ạ. Anh sẽ nhớ về em. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn lên. Và em cũng có nghiên cứu một chút xíu vì em biết chị Ngọc Lan thích sưu tầm. Về anh mà có được về bên em thì chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Wow. Đây, bắt đầu xuất hiện ngôn tình nữa. Ơi, nhà gái, em có đường tình duyên thế nào rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi ạ. Một bạn là thời cấp 3 và một bạn ở bên Nhật ạ. Trời. Thì thật sự là có... Hai đứa nó chu đáo quá trời đất. Ừ, thật sự luôn á. Còn mấy chị em lên đây hết luôn nha. Nhớ đem quà tặng. Anh đi sang chế rồi. Đà riết rồi đó. Bạn làm tôi tò mò quá. Hát.
hình giống thác Đam Ri quá. Phải không ta? Thác Đam Ri hồi xưa không có thang máy, giờ có thang máy bấm cái rẹt lên. Rồi cất cái rác rớt qua chỗ đẹp của Lan. Dạ. Dạ, em gửi tặng anh thác Đam Ri. Đây là biểu tượng của quê hương em. Cảm ơn em. Thì dòng thác này gắn liền với một truyền thuyết, đó là chàng Kadam và nàng Herberi, với một câu chuyện tình chung thủy. Và em tặng món quà này gửi tặng anh, và hy vọng rằng anh có thể để món quà này trong một vị trí ngôi nhà của anh ạ. Anh sẽ để vào nơi mà luôn luôn lúc nào anh cũng thấy, đó là trong trái tim anh. Bây giờ mình nghệ sĩ có thể, với một người nghệ sĩ hai đứa có thể chọi nhau về cái chuyện nghề nghiệp, nhưng với một người không phải là nghệ sĩ nên nhường nhịn họ nhé. Dạ vâng. Kỳ này mà nếu ăn thua sân si thua đủ là cũng mệt lắm ấy ha. Dạ. Cô kia không hát hay đâu thành lo, cứ thoải mái hát. Cổ đọc thơ thì mình không biết đọc thơ thì thôi kệ, mà nay nó làm nó hay hơn đó. Dạ. Đôi khi cho tình yêu mỗi người nghề nó hay hơn nữa. Dạ. Nói chung cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Nhà gái chú ý ha. Dạ. Còn mình nguyên nhóm luôn hả? Ca sĩ luôn á hả? Chứ mình của mình em là hát thôi. Dạ không ạ, em là thành viên chơi bên nhạc, là nhạc công ạ. Nhạc công, đây là chơi gì? Nhạc công luôn. À, hay quá. Nhóm này có gia đình hết chưa? Có ai ở không không? Dạ, nhóm em là tất cả đều chưa có gia đình ạ. Thẳng đây á, mình sẽ đi chuyến lên Bảo Lộc nha. Biết đâu. Dạ. Em sẽ đề nghị với anh Bảo, nhất là anh Bảo làm rể ở Bảo Lộc rồi dắt bọn em đi thì quá là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai rất nhiều. Bây giờ thì thôi, để ca sĩ với gọi là thi sĩ chúng ta gặp gỡ nhau thế nào nha. Mở rào. Mở rào dẻo lắm. Tắt tiếng rồi. Như đây thôi nó đủ đem đến hạnh phúc cho người đàn ông rồi, đừng nói chi nữa, đừng nói chi sự chăm sóc nữa. Không đó, tôi đánh giá nhà gái như vậy. Không, tôi cũng rất tự hào về nhà gái của tôi. Còn nhà trai tôi thấy hát hay, cũng đẹp trai, cũng thông minh, cũng nhanh nhạy ha. Điều có một cái là nhường nhịn nhà gái tôi một chút. Nhà gái tôi phải nghệ sĩ nên nó của nhà gái của bà chứ quên. Nói nhà gái tôi như của bà nó không phải nghệ sĩ. Thấy đẹp đẹp rồi ngon ngon cái là giành liền, thấy không? Nhà gái không phải nghệ sĩ nên nhà trai cố gắng nhường nhịn chút xíu nha. Dạ vâng. Đừng lấn lướt người ta tội nghiệp. Rồi. Bây giờ mong muốn nhà gái có bạn trai như thế nào nè. Muốn người chồng tương lai của mình là sao nè, một mẫu hình gì nói coi, coi giống bên kia không? Dạ em mong muốn người bạn trai của em đầu tiên là phải là người trưởng thành ạ. Trưởng thành có. Dạ. Không cần quá đẹp trai. Cũng hơi được. Hơi đẹp trai. Dạ không cần quá đẹp trai nhưng mà sống phải tử tế lương thiện ạ. Có lương thiện không em? Dạ. Nãy giờ chị không có nghe yếu tố này nên chị phải hỏi lại, chị thiệt tình lắm. Thôi đừng hỏi câu này. Thật ra giờ hỏi tôi cũng biết tôi có lương thiện hay không. Có thời gian quãng du học ở Nhật là 5 năm. Thành ra là mọi vấn đề ví dụ như là nấu ăn hay là các vấn đề về đi làm kiếm tiền để mà chi trả học phí là em có thể tự làm được ạ. Giỏi quá. Dạ. Và em cũng có ưu điểm là em giỏi tiếng Nhật ạ. Đương nhiên rồi, ở bên đó 5 năm. Dạ, khuyết điểm của em thì dạ, em nói luôn phần khuyết. Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Hồ Viết Bảo, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trọng hả? Dạ đúng rồi. À, rồi hát ha, bên kia Bảo Trọng nha. Bên đây tôi hát hay lắm rồi đó. Một màn chào sân quá là ấn tượng. Rồi bây giờ Mời nhà gái nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào. Dạ em chào bạn trai, gia đình bạn trai cùng toàn thể các khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Thị Minh Như. Năm nay em 25 tuổi ạ. Em đến từ một thành phố rất yên bình và bạt ngàn những đồi trà xanh và cà phê. Bảo Lộc hả? Đắk Lắk. Dạ đúng rồi ạ. Khí hậu. Dạ, thành phố của em thì khí hậu mát mẻ quanh năm. Đó chính là thành phố Bảo Lộc, thủ phủ của trà và tơ lụa. Nghĩ là bạn ấy không có bình thường khi có thể là
đăng ký vào một cái trường mà cái trường nó khó như vậy, cái trường mà giống như là ở bên mình là con ông cháu cha, mà nằm ở một cái nơi rất là hoành tráng luôn, một cái trường rất là to, thì bạn này bạn ấy chỉ đăng ký một trường duy nhất, thi một trường duy nhất thôi, và bạn ấy đi máy bay lên để bạn đi thi, ai cũng bất ngờ hết á. Và kết quả càng bất ngờ hơn khi bạn là người đầu tiên mà thi đậu vô cái trường đó nữa. Bạn ấy làm cho mọi người rất là bất ngờ. Bạn này bạn ấy rất là tự lập luôn. Không ai nghĩ là một cái bạn mà nhìn bạn ấy khá là nữ tính và là con út của một gia đình, lúc nào cũng ai cũng bảo bọc bạn này hết. Nhưng mà khi mà bạn làm, rồi sau khi mà bạn vô trường bạn học á, thì bạn đi xin việc làm ở một cái tập đoàn rất là lớn luôn. Và thậm chí hiện tại em đang làm trong một khu du lịch, và khu du lịch này có một con thác là một trong 14 thác nước đẹp nhất, được bình chọn là đẹp nhất thế giới, đó chính là khu du lịch thác Dambri ạ. Wow. Thật ra khi nghe ca sĩ bên đây hát á, nó đầy cảm xúc rồi. Khi nghe giọng hát của cô gái Bảo Lộc, những cái đồi chè gọi là mênh mông như thế, nó cũng ngọt ngào như bài hát em vừa mới hát vậy. Dạ, đúng. Mặc dù cô kia chưa hát. Biệt, đó là trà Thiền Nương. Không biết là mọi người đã nghe về trà Thiền Nương chưa? Thì câu lạc bộ của thành phố làm về văn hóa trà có một cái thưởng trà rất là đặc biệt luôn, và hoàn toàn miễn phí luôn. Khi mà bất cứ vị khách nào đến với Bảo Lộc, kể cả là một đoàn khách đi chăng nữa, cũng sẽ được mời và thưởng thức cái văn hóa trà này hoàn toàn miễn phí luôn. Thì câu lạc bộ này là cái câu lạc bộ mà để gửi đến cho những vị khách khi mà đến với Bảo Lộc tìm đến với những cái cảm giác vô cùng. Diễm có tiêu cực và tích cực. Giờ sao? Giờ muốn quen cái người mới như thế nào nè? Dạ thì như hồi nãy là bạn nữ có nói là bạn nữ có cá tính độc lập, tự chủ về tất cả mọi thứ. Đó là mẫu hình tượng mà em rất là mong muốn tìm được một người như vậy. Bởi vì cái người em muốn hiện tại là sẽ cái người đồng hành cùng em từ đây cho đến cả con đường về sau nữa. Và người đó sẽ luôn luôn hiểu được vấn đề về công việc của em, cùng san sẻ với em, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt hơn. Rồi em có san sẻ với người ta không? Dạ có, chắc chắn là điều đó là chắc chắn. Kể cả việc nấu ăn, bạn nấu ăn ngon. Trời anh ơi. Cũng là người biết nấu ăn. Bởi vì anh cũng đã từng sống có khoảng thời gian anh sống tự lập, anh tự lo cho bản thân anh được. Cho nên là công việc nhà chúng ta cùng nhau chia sẻ nha. Nói nhỏ ở bên kia không nghe. Em ơi, công việc nhà anh với em cùng nhau chia sẻ nha em. Dạ được anh ạ. Nó rung. Trước khi mà anh tặng cho em á, anh cũng muốn gửi cho em một ca khúc. Ca khúc của nhạc sĩ Anh Quân. Và anh nghĩ là cái ca khúc này nó sẽ phù hợp ngay lúc này. Sẽ mãi mãi yêu em là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc là con. Còn trong giấc mơ sẽ mãi mãi thương em là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim anh đã trao gửi em tình nồng như thoáng hương ngọc lan. Ngọt ngào. Vậy cũng nói được nữa. Dạ, cô không phải dành hát, nhưng mà đôi khi cùng một nghề với nhau thì lại có những cái quan điểm nó lại tương, nó lại xung khắc với nhau, nó không có phù hợp với lúc đó. Cho nên là mỗi người một ý. Đúng, thật ra những người làm nghệ thuật với nhau, cái chuyện dành hát có, hoặc là dành diễn có. Không có ai vậy hết trơn á. Hai đứa song ca, đứa này dành khúc này, dành khúc kia. Ông đừng nói vậy, bôi bác cái nghề của tôi, của tụi tôi. Tụi tôi là tụi nào? Không phải tôi hỏi, tôi lưu diễn không? Đối với mọi người thì em không biết sao, nhưng mà anh nghĩ là anh chắc chắn sẽ lương thiện với em á. Trả lời câu này là khỏi bàn nữa. Anh chắc chắn sẽ lương thiện với không em. Không được là... Không lẽ lương thiện của mình vợ mình à? Cuộc đời phải lương thiện với tất cả mọi người. Lương thiện ở đây nó phải bao gồm tất cả mọi thứ. Không lẽ tôi chỉ lương thiện với bà Lan thôi? Anh nãy nói còn... chuyện ngôn tình quá à. Hả? Đúng rồi. Cái đó là hơi ngôn tình. Thật ra là cái hỏi lương thiện không rất khó trả lời. Đừng hỏi điều đó, nó nhạy cảm lắm. Tôi hỏi có lương bổng hay không thôi. Có lương bổng không em? Dạ lương cũng bay bổng vậy lắm đó. Dạ lương em cũng bay bổng vậy lắm. Người ta quan trọng lương bổng. Lương thiện thì để mọi người đánh giá. Lý do mà bọn em chia tay có thể là cả hai mối tình
chưa đủ yêu để bọn em có thể vượt qua sóng gió, cho nên bọn em đã dừng lại. Bên Nhật yêu nhau lâu không? Dạ, bên Nhật là 3 năm anh ạ. Trời, 3 năm nó đầy kỷ niệm luôn đó. Những cái bạn đi du học, đi lao động 3 năm ở một nơi xứ người. Đúng rồi. Các bạn nương tựa nhau. Nhiều kỷ niệm lắm. Chia sẻ với nhau rất là nhiều nhưng mà vẫn không thể ở bên nhau được. Chắc là buồn lắm. Mối tình gần nhất của em là kéo dài 4 năm rưỡi. Khi em gần tiến đến sắp sửa sẽ cầu hôn bạn đó, nhưng vì một số cái lý do giữa cả hai đứa cho nên là tụi em đã phải chấm dứt. Anh không cần biết lý do gì nhưng mà mình có nhận ra cái khuyết điểm gì do mình tạo ra trong cái cuộc chia tay đó không? Dạ thì khuyết điểm nó cũng là do một phần là do cả hai tụi em đều là về nghệ thuật hết, tụi em đều là ca sĩ với nhau hết, cho nên là đôi khi cùng hai đứa dành hát đó hả? Dạ